vị, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam duy nhất được tôn vinh là doanh nghiệp nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan trong khuôn khổ Diễn đàn Hải quan Doanh nghiệp năm 2022 do Tổng cục Hải quan phối hợp cùng tạp chí Hải quan tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm thành lập ngành hải quan Việt Nam. Trong 9 doanh nghiệp được tôn vinh lần này, tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp tư nhân duy nhất của Việt Nam hoạt động trong ngành công nghiệp chế tạo, lĩnh vực sản xuất kinh doanh tôn mạ. Năm 2021, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, ngành thép Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu thành công 14 triệu tấn thép, thu về 12,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tập đoàn Hoa Sen mang về hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành thép. Niên độ tài chính 2020-2021, tập đoàn Hoa Sen đạt sản lượng tiêu thụ hơn 2,2 triệu tấn, doanh thu hơn 2 tỷ đô la Mỹ, đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 3.000 tỷ đồng. Qua hơn 21 năm hoạt động, tập đoàn Hoa Sen luôn giữ vững vị thế số 1 trong lĩnh vực tôm mạ tại Việt Nam, chiếm 36% tổng thị phần tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, chiếm hơn 40% sản lượng xuất khẩu toàn ngành, theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam năm 2021. Đơn vị hiện xuất khẩu đến hơn 87 quốc gia và vùng lãnh thổ với chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Tập đoàn Hoa Sen luôn đáp ứng tiêu chí nộp thuế đầy đủ, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan, kê khai và nộp hồ sơ đúng đầy đủ về kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty đã đóng góp một phần trong việc thúc đẩy dòng chảy thương mại và logistics Việt Nam phát triển. Trước đó, tập đoàn Hoa Sen cũng đã được Bộ Công Thương vinh danh là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trong nhiều năm liền. Đồng thời, đơn vị cũng được hưởng các chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan, được cấp thẻ doanh nghiệp ưu tiên hải quan để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.